được tặng một bộ mẫu yếm dập nếu như các bạn đặt quyển sách giáo trình dạy rèm này ngày hôm nay. Mình là Thiều Hương với 8 năm kinh nghiệm trong nghề dạy rèm và làm nghề rèm cửa. Mình đã có rất nhiều công trình rèm và mình cũng đã có giúp được rất nhiều người hạnh phúc hơn vì nhờ học nghề rèm cửa. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn quyển sách giáo trình dạy rèm này. Vừa các video trước mình đã hướng dẫn nói rất nhiều về cái nội dung tuyệt vời của quyển sách giáo trình này. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái món quà đặc biệt, đó là bộ mẫu yếm. Bộ mẫu yếm thì gồm những mẫu yếm nào? Trong này mình có dạy các bạn về các loại yếm, các công thức chuẩn toán học với các loại yếm, rất nhiều những loại yếm khó và thông dụng. Nếu như các bạn đang trên con đường học nghề rèm cửa và cảm thấy rất là khó khăn làm sao để học được nghề, học như thế nào cho dễ và học như nào để nhanh và hiệu quả, và công thức ở đâu ra để chuẩn toán học, và làm thế nào để khi mình có quên công thức hoặc là tin tưởng với những cái công thức mình viết lại, thì đây là một cái quyển sách giáo trình tuyệt vời trên con đường của các bạn để học nghề. Và ở trong này nó có cái phần nội dung là cách may yếm sò, yếm quả ngang, yếm nữ hoàng, cách may yếm quả vắt này, yếm quả ốc, yếm quả lệch, yếm quả chữ V và yếm Ấn Độ, yếm vận thừng. Thì hôm nay mình có một cái món quà đặc biệt gửi tới các bạn. Nếu các bạn đặt một sách hàng của sách này ngay trong ngày hôm nay, nếu như các bạn đặt hàng, các bạn chuyển khoản hoặc là các bạn đặt cọc để giữ hàng, thì mình sẽ tặng các bạn một cái bộ mẫu yếm dập. Mình sẽ cắt cái bộ mẫu yếm đấy trên vải, nhưng mà không phải là to mà nó sẽ là nhỏ như thế này thôi, để các bạn có thể treo lên làm mẫu, và khi nào các bạn quên, các bạn có thể bỏ ra để xem lại cách cắt và cách may như thế nào bằng vải nhỏ. Các bạn có thể vừa chơi trang trí hoặc là các bạn có thể bỏ ra làm mẫu. Đấy là cái món quà tuyệt vời mình dành cho các bạn. Và cái bộ yếm này thì gồm tất cả các loại yếm ở trong này mình dạy, từ yếm quả ngang, quả vắt, quả sò, yếm Ấn Độ hay là những quả yếm rất là khó như vậy, mình sẽ tặng các bạn, và đấy là một món quà đặc biệt. Và trong ngày hôm nay các bạn đặt hàng thì các bạn cũng sẽ được giảm giá đặc biệt của sách giá tuyệt vời này. Giá chỉ có 500.000 đồng, và với cái nội dung thì vô cùng là lớn. Ngoài những cái nội dung rất đặc biệt về ngành rèm, như là từ đầu là mở cửa hàng như nào, vì sao làm nghề rèm, cách tư vấn, chốt đơn, cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cách làm thế nào để có thể thu hút được khách hàng, cách xử lý sự từ chối, và cách mở cửa hàng rèm, mở cửa hàng rèm thì cần gốm bao nhiêu, và trong khi đã có khách rồi thì làm thế nào để tư vấn được khách, để chọn được những cái loại rèm ưng ý, và làm thế nào để các bạn có thể làm được những cái bộ rèm đẹp ưng ý khách hàng. Và ngoài ra còn rất là nhiều những cái kiến thức khác, như là kiến thức về đệm ghế, vỏ gối, chân ga, và cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái công ty, và cung cấp nguyên vật liệu, và cung cấp những cái loại rèm như rèm gỗ, rèm cầu vồng, rèm cuốn. Và nó có một phần đặc biệt, đó là những cái nhà, cái danh sách những cái nhà cung cấp thì nó còn có những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà tôi rút ra được trong cái quá trình rất lâu dài mà tôi làm rèm, thì tôi cũng đã cho vào một phần là những cái kinh nghiệm rất là quý báu, những cái bài học mà các bạn có thể không biết được trong cái quá trình làm rèm của mình. Ví dụ như những cái tình huống thì mà các bạn đo rèm mà không có tường này để khoan vào thì làm thế nào, khi mà hộp rèm quá nhỏ thì làm thế nào, khi mà tường thì có trần thạch cao thì phải làm thế nào. Đấy là rất là nhiều những cái nội dung trong này. Ngoài ra thì tôi còn tặng các bạn một cái phần rất lớn mang chiếm nửa của sách này, đó là nội dung về ngành thiết kế thời trang, bởi vì tôi cũng là đầu tiên là tôi là một người thiết kế thời trang học chéo sang nghề rèm, và cuối cùng thì nghề rèm đã phát triển tôi hơn là nghề thiết kế thời trang. Tuy nhiên những cái kiến thức về thời trang còn lại trong tôi rất là nhiều. Hiện tại tôi vẫn là nhà thiết kế cho 3 công ty rất lớn tại 2 khu công nghiệp, thiết kế đồng phục, vì thế mà tôi đã làm hài lòng rất nhiều con người, và cái kiến thức về thời trang của tôi neo đậu lại rất là còn nhiều, và tôi đã viết vào trong này để tặng các bạn. Nếu các bạn dùng đến thì tốt, trong những thời gian rảnh các bạn có thể sử dụng nó để may vá quần áo và những cái cả thể những cái đồ cao cấp trong này, những cái khóa học mà tôi học được để trở thành nhà thiết kế thời trang nó lên đến vài chục triệu, nhưng mà tôi đã gói gọn nó vào trong này. Các bạn có thể dùng hoặc không dùng, có thể tặng lại cho những người thân yêu của bạn, đó là một cái tài sản rất là quý giá. Và nếu như các bạn đặt nhà ngày hôm nay thì nó rất nhiều ưu đãi như vậy, và tôi gửi lời chúc đến các bạn, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, chúc các bạn thành công trên con đường nghề nghiệp sự nghiệp của các bạn đã chọn. Chúc các bạn vươn từ xa, vươn nhanh trên con đường sự nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại vào các bạn và các video sau.